Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường xin trân trọng gửi đến quý bệnh nhân chiến dịch 90 ngày hồi sinh cuộc sống miễn phí cùng An Cốt Nam với tổng trị giá lên tới 30 triệu đồng trên một bệnh nhân. Với mong muốn mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc cho người bệnh cũng như đưa ánh sáng khoa học vào để nhìn nhận đánh giá khách quan về hiệu quả của quá trình điều trị bệnh xương khớp bằng bài thuốc An Cốt Nam. Gói khám chữa bệnh bao gồm miễn phí khám bệnh tư vấn bằng y học cổ truyền trong vòng 3 tháng, miễn phí 3 tháng thuốc điều trị xương khớp bằng An Cốt Nam, tặng miễn phí 27 buổi vật lý trị liệu, miễn phí 90 miếng cao dán dược liệu giảm đau, miễn phí một gối kê ngải hỗ trợ giảm đau, miễn phí chụp MRI sau khi kết thúc điều trị, tặng kèm một đĩa VCD với hệ thống bài tập chữa bệnh tiện lợi tại nhà. Thời gian nhận hồ sơ bệnh nhân bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 2018 cho đến khi đủ 30 bệnh nhân tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường. Để tham gia chương trình điều trị miễn phí, bạn chỉ cần là người có độ tuổi dưới 45 trong khu vực Hà Nội đang mắc các bệnh về xương khớp như phình, lồi đĩa đệm, thoái hóa đĩa đệm, cột sống thắt lưng, có phim chụp MRI cột sống trong thời gian tối thiểu 1 tháng. Nếu đạt được những tiêu chí trên, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 0985 902 120 02466 505 402 hoặc đăng ký ngay tại fanpage An Cốt Nam xua tan bệnh cuộc sống, website tamminhduong.vn. An Cốt Nam, hồi sinh cuộc sống, kết nối khoa học.